Xin chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin thời sự nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Trưa ngày 21 tháng 3 năm 2024, ngay sau khi bế mạc kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 tại nhà Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường đã có công văn số 3431 về thông cáo báo chí kết quả kỳ họp. Sáng ngày 21 tháng 3 năm 2024, kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 đã diễn ra tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ để thực hiện các nội dung. Nghe báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Trần Tuấn Anh thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Khánh Hòa. Xem xét việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Xem xét việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe trình bày các báo cáo, tờ trình, ý kiến phát biểu của ông Võ Văn Thường, Quốc hội đã tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín và thông qua. Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026 và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường thuộc đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng. Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc. Tại kỳ họp bất thường lần thứ 6 Quốc hội khóa 15 diễn ra sáng ngày 21 tháng 3 với đa số đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước và cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thường. Trước đó, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trình bày tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 với ông Võ Văn Thường. Theo tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, căn cứ để Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước, cho thôi làm đại biểu Quốc hội đối với ông Võ Văn Thường là nghị quyết số 48 ngày 20 tháng 3 tại hội nghị bất thường của Trung ương Đảng khóa 13. Thông báo ý kiến của Bộ Chính trị tại công văn số 9435 ngày 18 tháng 3 của Văn phòng Trung ương Đảng. Cùng với đó là đơn ngày 19 tháng 3 xin thôi giữ chức vụ Chủ tịch nước, các chức vụ liên quan và thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội khóa 15 của ông Võ Văn Thường. Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho biết, theo quy định tài khoản 5 điều 88 Hiến pháp, Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Vì vậy, khi Quốc hội miễn nhiệm chức danh Chủ tịch nước thì đương nhiên thôi chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng An ninh. Sau khi nghe tờ trình, Quốc hội thảo luận tại các đoàn đại biểu, sau đó Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín, quyết định việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026, cho thôi làm đại biểu Quốc hội khóa 15 đối với ông Võ Văn Thường. Sáng 13 tháng 3 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trưởng tiểu ban nhân sự Đại hội 14 của Đảng, chủ trì phiên họp đầu tiên của tiểu ban cho ý kiến về một số vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự của Đảng. Chuẩn bị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, dự kiến tổ chức vào quý 1 năm 2026 tại hội nghị lần thứ 8, tháng 10 năm 2023. Ban chấp hành Trung ương đã quyết định thành lập 5 tiểu ban gồm tiểu ban văn kiện, tiểu ban kinh tế xã hội, tiểu ban điều lệ Đảng, tiểu ban nhân sự và tiểu ban tổ chức phục vụ đại hội. Trong đó, hai nội dung quan trọng nhất của mỗi kỳ đại hội Đảng là việc thảo luận, quyết định đường lối, nhiệm vụ chính trị của Đảng, gọi tắt là thông qua các văn kiện, và bầu ra các cơ quan lãnh đạo của Đảng, gọi tắt là công tác nhân sự. Đây là hai nội dung liên quan chặt chẽ với nhau, đều phải chuẩn bị thật tốt. Đặc biệt, việc chuẩn bị nhân sự đại hội có vị trí ý nghĩa cực kỳ quan trọng, là nhân tố bảo đảm cho thành công của đại hội và triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết của đại hội. Tại phiên họp, các ý kiến đều khẳng định Đại hội 14 của Đảng là một sự kiện chính trị rất quan trọng. Đại hội được tiến hành vào thời điểm đất nước ta trải qua 40 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 35 năm thực hiện cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, cương lĩnh 1991, trong đó có gần 15 năm thực hiện cương lĩnh bổ sung phát triển 2011 và 5 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2025 hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày thành lập Đảng vào năm 2030 và kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước vào năm 2045. Đại hội 14 cũng sẽ là một dấu mốc rất quan trọng, có ý nghĩa định hướng tương lai, cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.
Chính vì vậy, để chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Tinh thần là phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng, góp phần vào thành công chung của Đại hội lần thứ 14. Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải xác định đúng yêu cầu xây dựng Ban chấp hành Trung ương, mà hạt nhân là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt của Đảng. Theo đó, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 phải là một tập thể thật sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh, thống nhất cao ý chí và hành động, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, có tầm nhìn chiến lược, có trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, tiêu biểu cho toàn Đảng về tính chiến đấu, tính kỷ luật, gắn bó mật thiết với nhân dân, quy tụ được sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng, toàn dân, đủ uy tín, năng lực lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới. Trên cơ sở bảo đảm tiêu chuẩn, Ban chấp hành Trung ương khóa 14 cần có số lượng và cơ cấu hợp lý để bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tăng cường số lượng ủy viên Trung ương Đảng ở các vị trí, địa bàn, lĩnh vực công tác trọng yếu, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển liên tục. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, kiên quyết không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, đủ tiêu chuẩn, đồng thời không để lọt vào Ban chấp hành Trung ương khóa 14 những người có một trong các khuyết điểm sau. 1. Bản lĩnh chính trị không vững vàng, không kiên định đường lối, quan điểm của Đảng, có biểu hiện cơ hội chính trị, tham vọng quyền lực, xu nịnh, chạy trọt, tham nhũng, quan liêu, cục bộ, vận động cho cá nhân, phe cánh, lợi ích nhóm, thiếu chính kiến, thấy đúng không bảo vệ, thấy sai không đấu tranh. 2. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, bị dân, chuyên quyền, độc đoán, không công bằng, công minh trong đánh giá, sử dụng cán bộ, trù dập người thẳng thắn đấu tranh, phê bình. 3. Để nội bộ mất đoàn kết nghiêm trọng hoặc để xảy ra tham nhũng, thất thoát, vụ việc tiêu cực lớn ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 4. Không chịu nghiên cứu học hỏi, bảo thủ trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói nhiều làm ít, nói không đi đôi với làm, ý thức kỷ luật kém, không chấp hành sự điều động, phân công của tổ chức, uy tín giảm sút. 5. Kê khai tài sản không trung thực, có biểu hiện giàu nhanh, nhiều nhà, nhiều đất, nhiều tài sản khác mà không giải trình rõ được nguồn gốc. Bản thân, vợ hoặc chồng, con có lối sống thiếu gương mẫu, lợi dụng chức quyền để thu lợi bất chính. 6. Vi phạm quy định về lịch sử chính trị hoặc chính trị hiện nay. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 14 của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của tiểu ban nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương. Phải làm tốt công tác nhân sự từ Đại hội Đảng bộ các cấp để góp phần chuẩn bị tốt nhân sự cho Đại hội 14 của Đảng. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan đơn vị, nhất là người đứng đầu và ở những nơi có cán bộ tham gia quy hoạch, cán bộ cấp chiến lược được giới thiệu tham gia Ban chấp hành Trung ương khóa 14, phải chịu trách nhiệm trước tiểu ban nhân sự, trước Bộ Chính trị và Ban chấp hành Trung ương về nhân sự do mình đề xuất, giới thiệu. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các cơ quan, tổ chức có liên quan mà trước hết là Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương phải dày công chuẩn bị, phải xác định đây là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, là nhiệm vụ then chốt của then chốt, có liên quan đến sự sống còn của Đảng, vận mệnh của chế độ, sự phát triển, vững mạnh của đất nước. Từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình, toàn tâm, toàn ý lo cho công việc chung, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết. Phải tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, chỉ ra những ưu điểm, kết quả cũng như những khuyết điểm, hạn chế của các khóa trước, nhất là của khóa 13, để có thêm cơ sở để ra phương hướng, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ của khóa 14. Mục đích của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta là phải xây dựng được một Ban chấp hành Trung ương mạnh, một Bộ Chính trị mạnh, một Ban Bí thư mạnh, thật sự đoàn kết, thống nhất cao xung quanh người đứng đầu để đủ sức gánh vác trọng trách vinh quang nhưng rất nặng nề của mình là lãnh đạo hoàn thành sứ mạng lịch sử, nhiệm vụ chính trị của mình. Tổ chức toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ra sức phấn đấu, vượt mọi khó khăn gian khổ, xây dựng Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đất nước ta ngày càng phát triển, nhân dân ta ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với niềm tin yêu và sự mong đợi của toàn Đảng, toàn dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh để trở thành người đầu tiên theo dõi những thông tin mới nhất trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.